Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiếm tiền trên YouTube. Đầu tiên, mình sẽ giải thích kiếm tiền với YouTube là như thế nào. Kiếm tiền với YouTube là mình đăng video lên YouTube, khi đủ 4.000 giờ và 1.000 lượt đăng ký, mình gửi đơn kiếm tiền để YouTube xem xét. Nếu được chấp thuận, các video của mình sẽ được hiển thị quảng cáo. Mình sẽ chia doanh thu quảng cáo với YouTube. Mình 55%, còn YouTube là 45%. Kiếm tiền với YouTube, ai cũng có thể làm được. Bạn hát hay, thổi sáo giỏi, vẽ tranh đẹp, nấu ăn ngon. Nếu không có năng khiếu gì, thì bạn có thể làm các video như hài hước, tin tức, vân vân. Tóm lại, dù là chủ đề gì, thì bạn hãy kiên trì với nó, đi đúng hướng, sản xuất video sáng tạo và chất lượng. Thực ra, có người mới làm vài tháng đã kiếm được 1.000 đô, cũng có người 2-3 năm không kiếm được xu nào. Nếu bạn là học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên chức, vân vân, hãy cứ tiếp tục công việc của mình, xem YouTube chỉ là phụ thôi, làm vì đam mê thôi, bởi vì không phải ai đến với YouTube cũng đều thành công hết. Còn đây là thu nhập YouTube của mình. Ban đầu, kênh của mình là mới thu nhập tháng đầu tiên là chỉ được 175 đô thôi, và nó cứ tăng dần lên theo tháng. Ví dụ như tháng này mình được 362 đô, tầm được hơn 8 triệu tiền Việt Nam. Sau đây mình sẽ đi vào chủ đề chính. Bài 1, làm thế nào để đăng video từ máy tính lên YouTube? Các bạn vào một trình duyệt bất kỳ, ví dụ như Chrome chẳng hạn, gõ youtube.com, nhấn vào Sign In ở góc phía trên bên phải màn hình. Tiếng Việt có nghĩa là đăng nhập đấy. Rồi các bạn nhập và đăng nhập Gmail mật khẩu vào. Sau đó các bạn nhấn vào màn hình máy quay ở góc trên, chọn Upload Video. Các bạn chọn video trong ổ đĩa rồi up lên. Các bạn ghi tiêu đề, nội dung, thẻ. Sau khi mà video tải đã hoàn tất rồi, thì các bạn có thể nhấn Publish để xuất bản. Để xem trạng thái và lượt xem của video tải lên, các bạn sau khi mà Publish xong thì có thể là vào Video Manager. Tiếp tục các bạn vào Channel. Channel tiếng Việt có nghĩa là kênh. Rồi chọn Advanced. Để ghi từ khóa cho kênh rồi lưu lại. Các bạn nhấn vào Verify, nhập số điện thoại. Rồi lấy mã xác minh gửi về điện thoại, nhập vào máy tính để xác minh. Để ghi phần giới thiệu cho kênh, các bạn vào phần Dashboard, View Channel.
About. Vào Customer Channel. Các bạn có thể thêm ảnh làm ảnh bìa, ảnh đại diện, vân vân. Sau đó, các bạn gõ phần giới thiệu kênh vào chỗ Channel Description. Nghĩa là các bạn giới thiệu về kênh của mình như thế nào, thì gõ vào đây. Các bạn muốn thay đổi tên kênh của mình á, thì các bạn nhấn vào hình đại diện ở góc trên, chọn hình bánh răng cưa, chọn Edit on Google, kéo xuống thay đổi tên, rồi sau đó nhấn OK, rồi đổi tên. Lần sau các bạn muốn vào để xem trạng thái của các video á, thì các bạn cũng vào trang chủ của YouTube, rồi nhấn vào hình đại diện ở góc trên bên phải. Sau đó nhấn Director Studio. Như vậy là các bạn có thể xem được tất cả các video của mình đã tải lên. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Nếu các bạn có thắc mắc gì, cứ bình luận ở bên dưới, mình sẽ giải đáp.